đi lấy cái gì đi. Nhà mới mua kẹo xem. Ở đây rồi, đi rồi, đi rồi. À, bé bé một tí nhé, lâu không gặp rồi. Thank you.
mát nó. Cái này là phân của nó à? Cái là phân anh ạ. Ừ. Ẩm. Ẩm. À, cái mà cái phần này. Ừ. Anh lấy ấy ra đi. Lấy bầu ra đi. Cái nào cũng nằm cái bao nằm tươi đi. Cắt đó thôi. Cắt bò. Có sắc mới.
nấm đấy. Nấm hoa nấm à? Hoa nấm mặt tươi. Đâu nhỉ? Đây nhỉ? Yếu thế nhỉ? Con chó của ông bà đi theo em từ lúc đấy nhá. Em đi đi á. Nha. Để nuôi nó. Nó ở với mình cho mình. Nó nhặng quá nhặng quá nhặng quá. Mickey hồi xuân. Em đi nước về tưới rau đi, cho đúa. Đố khách dẫn anh nhỉ, lúc anh đi nó bắt đầu trồng không? Tốt nó, tốt thật đấy. Em đi lấy nước đó. Nhà anh nhỉ? Ừ. Đấy, em nhà chăm bón. Thì đó, tốt thế đấy. Nó. Ừ. Xong rồi. Đưa nhà gì đó. Vườn chợ đây em. Còn nó cá thừ giòn bắt. Ăn lắm. Sắm. Mất cả chân nhớ. Mua trong cái khăn. Đấy không? Đẹp thế. Em mua bát đẹp thế. Vội quá, không được mua cả áo đâu, mua mấy khăn. Mình mua khăn lắm. Kìa đó. Chụp nó. Thì chụp đến nhé. Thử nó nóng. Hay nó. Anh đổi cho em thử xem nhé, đẹp nhé. Hay nó. Ún. Cái bát đi cất đi. Nó bát cái vầy nè. Chợ em khác. Khác được phai nhá.
mua mà vội đấy chứ. Mua nó. Ừ. Thì ông mua nhé. Đẹp nó. Trời ơi. Xách cái gì mà cá? Hả? Ăn hai thứ. Học thế nào ăn lắm. Chị thằng lắm, ấy được chị thằng. Hả? Gì kia hả? Chị lấy tiền. Ừ. Chị chụp mẹ. Mua thế chưa mà cá? Mua nè nè, hồi dạy ngưng ghế vậy nè. Đấy đó. Để nó xong vây vây khẩu xong vây trong lỗ cây nó. Cái đẹp không nó? Thấy nó. Cái nồi chín đâu? Đúng, chưa khá lắm. Đẹp đó. Cho cái này. Nó. Đẹp nha. Cái mạo thấy nhờ nó.